Khi số ca nhiễm Covid đang tăng lên từng ngày, các bạn biết đâu sẽ là hành động an toàn nhất chứ? Đúng vậy, đó là không ra ngoài, chỉ ở nhà và xem phim. Tháng 2 vừa rồi, chúng mình xem được nhiều tác phẩm thú vị lắm, từ câu chuyện đằng sau hình tượng nhân vật Wonder Woman, công ty Apple, tới những phi vụ lừa đảo đáng gờm nhất nước Mỹ. Và không để mất nhiều thời gian nữa, sau đây là 9 phim mà Phê Phim mới xem và muốn giới thiệu đến với các bạn. Đầu tiên, hãy cùng mình bắt đầu với một phim Việt từng gây chia rẽ giới phê bình quốc tế lẫn khán giả đại chúng Việt Nam, đó là Vị. Sau hàng loạt các tranh cãi liên quan đến việc cấm phát hành phim và từ bỏ quyền sở hữu của nhà sản xuất, Vị của đạo diễn Lê Bảo vừa qua đã chính thức lên sóng trên nền tảng phát hành phim trực tuyến Mubi. Chuyện phim xoay quanh một người đàn ông Nigeria quyết định đến Việt Nam lập nghiệp bằng nghề cầu thủ. Về sau, anh rời đội bóng vì chấn thương chân, chuyển đến một khu xóm nghèo ở ngoài ô thành phố. Tại đây, anh hành nghề cắt tóc, gội đầu, nhờ đó có liên hệ với nhóm phụ nữ trung niên người Việt và được chứng kiến từng mảnh đời khác nhau của họ. Ở Vị, phần lớn thời lượng phim tập trung mô tả những tầm sâu tiềm thức trong giấc mơ của người đàn ông. Qua đó, khao khát về một cuộc sống no đủ, quây quần hạnh phúc cộng với nỗi ám ảnh về hiện thực khắc nghiệt không thể dứt bỏ của những con người bần cùng trong xã hội được lột tả bằng một ngôn ngữ thị giác tuy đẹp nhưng rất cực đoan. Với cá nhân mình, Vị là một bộ phim đáng được đưa ra bàn luận vì những lớp lang ý nghĩa mà đạo diễn đang truyền đạt. Có thể thông điệp phim sẽ mang đến một màu sắc u ám, tiêu cực với phần đông khán giả, nhưng tiếng nói cá nhân của các nhà sáng tạo trong thời đại ngày nay vẫn đáng được trân trọng. Vậy thì chúng mình có nên làm một video riêng để review Vị? Hãy giúp chúng mình đưa ra quyết định bằng cách bình luận trong phần comment nhé! Professor Marston and the Wonder Women là câu chuyện kể về mối tình đa ái thuần khiết và đầy mãnh liệt giữa giáo sư William Moulton Marston, tác giả của Wonder Woman, vợ ông Elizabeth Marston cùng người tình chung của họ là Olive Byrne. Trong nửa đầu thế kỷ 20, ba người đã đấu tranh vượt qua định kiến và áp bức xã hội để được sống là chính mình, với tình yêu của mình. Hình tượng Wonder Woman cũng được lấy cảm hứng từ chính hai người phụ nữ đặc biệt ấy trong cuộc đời của giáo sư Marston. Dựa trên câu chuyện có thật, cùng góc nhìn của riêng mình, đạo diễn Angela Robinson cho chúng ta thấy khởi nguồn mang đậm tính nữ quyền, tự do và tình yêu thuần khiết của vị siêu anh hùng này. Thông qua một ngôn ngữ hình ảnh khiêu gợi táo bạo, lối kể chuyện lại hết sức chân thật, tinh tế và đầy yêu thương, Professor Marston and the Wonder Women có thể khiến ngay cả những người kiên định nhất phải cân nhắc quan điểm của mình. Tiếp theo là Gattaca, một viên ngọc quý của thể loại khoa học viễn tưởng. Ở một tương lai xa, nơi khoa học và công nghệ phát triển vượt bậc, nhiều các phụ huynh đã có thể chọn cách mà con của mình được ra đời. Họ được lựa chọn tính cách, giới tính, khả năng, sức khỏe và thậm chí là cả tương lai của đứa trẻ. Vì thế, những ai được sinh ra theo phương pháp tự nhiên luôn luôn bị ruồng bỏ, bị đẩy xuống đáy của xã hội và chỉ có thể sống với ước mơ viển vông của mình. Tuy nhiên, Gattaca đã chứng minh cho khán giả của mình thấy sức mạnh của khát vọng lớn đến thế nào. Từ một đứa trẻ gầy gò, yếu đuối, mang đầy căn bệnh trong người, bị chính gia đình của mình ghẻ lạnh, Vincent đã ngoan cường vươn lên và lên kế hoạch để gia nhập một tập đoàn hàng không lớn. Từ đó, từng bước hiện thực hóa ước mơ, vươn tới các vì sao. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Tấm vé để Vincent trực tiếp làm chủ số phận đắt đỏ đến đâu? Liệu anh có thể đạt được ước mơ từ nhỏ của mình? Gattaca phải chăng đã phần nào tiên đoán đúng tương lai, từ công nghệ cho đến cách con người nhìn nhận, đánh giá nhau? Hãy xem phim để tự tìm câu trả lời nhé! À, nhân tiện vừa nhắc đến công nghệ, tại sao không một đời iPhone nào chấp nhận dùng cổng USB Type-C? Tại sao công ty nghìn tỷ đô đầu tiên trên thế giới lại luôn ưu tiên việc tạo ra một hệ điều hành đóng thay vì mở? Và quan trọng nhất, sức hút khó cưỡng của sản phẩm Apple thực sự đến từ đâu? Nếu bạn đã từng ít nhất một lần băn khoăn những câu hỏi này, thì tác phẩm Steve Jobs sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về định hướng của Apple qua việc khai thác bộ óc thiên tài đằng sau tất cả. Phim lấy bối cảnh trước 3 buổi công bố sản phẩm khác nhau của Steve Jobs là chiếc Macintosh, chiếc máy tính Next và chiếc iMac. Trong đó, tầm nhìn, triết lý sáng tạo cùng tính cầu toàn liên tục biến Steve thành một gã khó ưa trong mắt tất cả những thành viên thân cận nhất. Mỗi thềm sự kiện cảm giác đều như một chiếc chảo lửa, vì ngoài việc phải gấp rút chuẩn bị buổi ra mắt, Steve còn phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh khác, phần nhiều đến từ chính cách đối nhân xử thế khác người. Mình thích Steve Jobs nhất ở 2 điểm. Thứ nhất, nó là một trong số ít những phim tiểu sử thực sự dũng cảm, dám lột tả đối tượng chính một cách tường tận, đến không khoan nhượng. Và thứ hai, đây là một trải nghiệm ưu việt, có thể giúp bạn cảm thấy thêm yêu điện ảnh. Tạm bỏ lại thế giới đầy căng thẳng của Big Tech, hãy cùng mình đến với một quán bar nhỏ. The Windshield Wiper là một phim ngắn mới nhận được đề cử Oscar. Nó bắt đầu trong quán bar, nơi một người đàn ông lẳng lặng ngồi suy ngẫm về định nghĩa của tình yêu. Ngay sau đó, The Windshield Wiper đưa khán giả đến với những mảnh đời đầy màu sắc. Một người vô gia cư nhìn thấy hình bóng vợ qua con mannequin.
hai người lạ mặt đắm chìm trong ứng dụng hẹn hò, không biết rằng nửa còn lại có thể đang ở ngay cạnh. Một cô gái bỏ mạng vì tình yêu. Những nhân vật thật khác biệt, nhưng đều có một điểm chung. Họ, như tất cả chúng ta, đang tìm kiếm tình yêu. Chỉ với 15 phút, The Windshield Wiper sẽ giúp bạn biết chấp nhận và trân trọng tình yêu mà mình đang có. Nếu tò mò, phim hiện đang chiếu miễn phí trên YouTube các bạn nhé! Ở vị trí thứ 6 là phim cuối cùng trước khi chúng ta chuyển sang mảng series. Chiến tranh là cái nôi của sự thù hận. Các thế lực ra sức giao tranh, người dân thì khổ đau. Để rồi khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại những vết sẹo không bao giờ lành mà con người ta tự gây nên cho nhau. Vậy, khi bước ra khỏi chiến tranh, ta nợ ai lời xin lỗi? Bộ phim tài liệu The Apology của đạo diễn Tiffany Cheung sẽ trả lời cho điều đó. Ra mắt vào năm 2016, tác phẩm là hành trình đi tìm lại công lý đầy xúc động của ba cụ bà từng bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội đế quốc Nhật vào Thế chiến thứ hai. Khoác trên mình nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần, 70 năm sau khi chiến tranh kết thúc cũng là 70 năm trời ròng rã sống trong im lặng của các cụ khi phải che giấu sự thật kinh hoàng năm xưa khỏi sự dòm ngó từ gia đình và xã hội. Khi thân xác ngày một kiệt quệ, đó là lúc họ nhận ra bản thân phải phá vỡ sự im lặng và buộc chính phủ Nhật Bản đưa ra một lời xin lỗi chính thức đến mình và toàn thể 200.000 nạn nhân khác. Nỗi đau chiến tranh sẽ còn mãi, nhưng liệu công lý có được thực thi? Muốn biết câu trả lời thì hãy chuẩn bị một bịch giấy trước khi xem phim, bởi bạn sẽ phải ngốn khá nhiều nước mắt cho cuộc hành trình này đấy. Series hay đầu tiên mà chúng mình muốn giới thiệu với các bạn là Inventing Anna. Phim theo chân Anna Delvey, cô nàng tự giới thiệu bản thân là quý tộc người Đức và sở hữu số tài sản thừa kế khổng lồ. Khoác lên mình khí chất tự tin, thanh lịch cùng gu thời trang sành điệu, nàng Rich Kid Fake đã vay tiền những người bạn mới quen để thanh toán cho những khoản tiêu xài hoang phí của mình và thuyết phục thành công nhiều ngân hàng, nhiều sói già phố Wall đầu tư hàng chục triệu USD cho dự án khởi nghiệp của cô. Dựa trên câu chuyện có thật về Anna Sorokin và đồng thời cô cũng là cố vấn nội dung cho phim, Netflix đã thành công với Inventing Anna bằng một công thức kinh điển, khơi lên sự tò mò của người xem về thế giới thượng lưu, tính mê hoặc của thời trang hàng hiệu, những drama kịch tính và các mánh khóe lừa đảo đầy tinh vi. Anna Delvey thực chất là một bậc thầy lừa đảo chính hiệu hay cô nàng chỉ là nạn nhân của văn hóa fake it till you make it? Các bạn hãy xem phim và tự mình tìm ra lời giải nhé! Giữa một rừng phim Hàn đổ bộ gần đây thì bạn chọn trao gửi niềm tin cho tác phẩm nào? Tuổi 39, với mối quan hệ yêu đương, bạn bè của những người phụ nữ trưởng thành? Tình yêu công sở đầy táo bạo trong dự báo thời tiết, tình yêu? Hay những vụ án ám ảnh đến rợn tóc gáy của tòa án vị thành niên? Tình hình thời sự đang căng thẳng, vậy thì đôi khi hãy cho mình một phút nghỉ ngơi, thoát ly khỏi hiện tại và trở về những ngày ngây thơ, trong sáng, xen chút hoài cổ của năm 1998 nhé. Tuổi 25, tuổi 21 kể về tình bạn, tình yêu và những ngày tuổi trẻ của Nahidu và Baek Hee-jin, hai thanh thiếu niên bình thường nhưng số phận bị rẽ ra một hướng khác khi cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra. Từ một thiếu gia ngành thép, Baek Hee-jin mất trắng, chẳng còn gì trong tay, ôm một khoản nợ lớn và phải làm việc, tích cóp lại từng đồng. Từ một cô học sinh vô lo vô nghĩ, Nahidu buộc phải phấn đấu bằng mọi giá để chứng minh năng lực và tiếp tục theo đuổi đam mê đấu kiếm. Ra mắt vào đúng thời kỳ mà cả xã hội đang oằn mình để chống chọi với lạm phát, chiến tranh và dịch bệnh, tuổi 25, tuổi 21 cùng tấm gương với bạn trẻ yêu đời, yêu sống, không ngừng theo đuổi ước mơ chắc chắn sẽ rất phù hợp để chữa lành chúng ta. Và vị trí cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay dành cho một phim Netflix khác. Netflix vẫn luôn rất mát tay khi sản xuất series Hàn Quốc. Thành công nối tiếp thành công, gã khổng lồ dường như đã rút ra được bí kíp, chính là phải thật bạo liệt, trực diện, không dài dòng. Vẫn áp dụng công thức ấy, Juvenile Justice dễ dàng trở thành một series vừa chất lượng, vừa thu hút. Tòa án vị thành niên đi theo Shim Eun-seok, một thẩm phán có tính cách lạnh lùng và xa cách. Ngồi ở vị trí này đã lâu, bà tinh tế nhìn thấu mọi tội ác và thể hiện rõ sự căm ghét dành cho tội phạm tuổi vị thành niên. Thế rồi, thẩm phán Shim được bổ nhiệm để làm việc tại một tòa án vị thành niên và từ đây mở ra chuỗi những vụ án kinh hoàng mà bà phải điều tra và cân nhắc kết án. Thông minh, quyết liệt và đầy tính thời sự, tòa án vị thành niên như muốn cảnh tỉnh xã hội cần có trách nhiệm hơn với những tội ác mà người trẻ thực hiện. Và vừa rồi là danh sách những phim hay mà Phê Phim muốn gửi đến các bạn. Sao, chúng ta có xem chùm nhau phim nào không? Đâu là tác phẩm ấn tượng nhất mà bạn có cơ hội trải nghiệm tháng vừa rồi? Chia sẻ cho chúng mình biết trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé! Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.